nhà rong ít chỗ này sẽ cứ tên cha thiết chỗ phim sẽ là rong xe tại tò nên là say mong world nhà tàu chỗ nó để nó của nhà cái dân và nhà tàu chỗ nó của nhà cho biết là một say do kế tua và dân nhà khổ do bên mong lấy tên tu chi ở bên mong lấy tên chồng trò thiết kế rán tàu sòn để bên mong của nhà làm để bên cho cứ tin nên cho mong của nhà sa sửa tên là tua một cổng lu festival hoặc là Smithsonian Folklife Festival nhà tàu tại Washington DC Smithsonian Folklife Festival là một special annual event và chủ sĩ sẽ xuất lưu xong thảo lưu trò linh tù cơ một trò lưu xa linh tù xuyên tờ và giờ tạo giải kế sáng ca lần tờ lưu công hộ hộ và Center for Folklife and Cultural Heritage và giờ ua cho lò sáng ca hộ cho thiết celebrate hay tin hành tế lý tế tư chi và giờ cultural traditions cho chân chân thiết kế là gì và giờ ua dân dạ nhớ trò hộ lưu festival nó nếu cũng một xử lý giờ kế hương cầu kế sáng chế sáng số phân thua trong tàu và musical instruments thì lý do tê kênh trà thì sau khiến tàu và làm được dù hãy nâng cú mua kế kia khe cho dù hãy tính năng lý tê kế chua ưu chua nó dù tê râu tê mỏ thiên dì mù cú mua kế thả cho dù hãy năng lý tê đa năng thế kế sĩ thẳng tàu và hãy cho cho xa cultural issues nó trong chung nó ở lúc tê chờ và cho sái tư mù bia khe cho lúc tê culture giờ lúc tê chờ xua thế lúc tê chờ khen nhà nếu là chúng nó thảo lúc cho lĩnh tù kì một cho lúc xa lĩnh tù xe nó lúc tê chờ xua lỡ cú mua lì nở y bỏ lên tư mù bia khe cho lúc tê culture chân rồi hấu y bỏ lên hấu mua dì lên giờ tê giờ cứ tì nên chẳng mong và nhà lúc sáng kỳ chơ lỡ tàu tư mù cổng thế tư mù bia khe cho bê mong lì tê tù chì lỡ tôi rồi nó giờ lỡ tôi mù và dân giả do bên mong cho tôi chỉ xử lý giờ kế cho khen kế thơ khen tổng chùa kế sáng suốt hùng cầu hay cứ xe kế sáng chế thế khi do bên mong lấy tên trồng trò thế kế giảm tao sợ đỡ bé hay nâng mong và giờ lấy cho cái tin cho mong và nhân là sa kỳ chơi và giờ nhân là hậu lũ và trồng hoa lễ sang và giờ lòng là bắp bơ hoa hay tiề lấy sang miếu chủ cơ ủ thuần là do ba tôn tài và dân dạ nhà họ luôn trong lấy sang nhà đó nó sẽ kỳ trước cái thời xưa. Giờ đây nó tận đây nó cứ giờ cho bên một trận lợi thả ở bên lò thiết lợi hại ở bên lò nhà dùng trò bên chợ mốc nhà tết chuẩn bị cả nó ta can được cứ giờ cho bên là một sai kỳ và dân dạ làm được bên chợ tôn tài tua sa kỳ chơi tua nhà đầu chỗ nào à就那个啊我叫最道谢大家好我叫李林婷我来自贵州雷山苗族我来这边是参加那个史密斯民俗节我是来表演苗族歌舞的文化谢谢大家哎呀不好的就解了Mr. Seagull， 大家好，我叫吴春花，苗名叫做朵薇。这次很荣幸能够来参加我们的史密森民俗节。这次来呢，我所带来的节目是苗族飞歌、苗族情歌、苗族芦笙和苗族舞蹈。欢迎你们到我们贵州来做客。谢谢是第六队员，第八部。第一期大集集，你进来了。我叫杨振超，来自中国贵州省雷山县。我今天主要是来美国参加这个史密森民俗文化节，主要是展示芦笙的演奏。希望你们有时间多多的来，跟相互的牵说我们苗族的音乐文化。那老婆婆，你今天是谁有嘞？很高兴到来美国演出。大家好，我叫莫明，我这一次要过来表演的节目有苗族芦笙，还有展示我们当地的芦笙制作，还有当地的特色菜展示。谢谢大家。啊。到了多个美景那个马丢梦啊我是苗子大家好我叫李兰我来自中国贵州雷山的苗族
那么在这里呢，也希望我们这边的苗族啊，天天开心，节日快乐。我呢在这里参加美国的史蒂生民俗文化节把我们的苗族带向全世界，也带给你们，希望你们喜欢，谢谢。面姐呢是一个记者，谢谢的大屁。大家好，我叫梁小英，我的苗名叫做刀来。我来这一次的演出主要是苗族歌舞表演和蜡染的制作。来到这里，我很高兴的能够与你们会面。希望美国的同胞，你们看到我们以后多来跟我们交流，一起牵错我们的文化，一起传承。谢谢大家。Leishan County, the Miao ethnic group. For those of you who may perhaps have seen Hmong festivals, the ethnic group HMONG in the US, maybe in California or Minnesota, the Miao ethnic group in China, their co-ethnics are spread throughout much of upland Southeast Asia, including Laos, Vietnam, and Thailand, and of course,in their northern reaches into southwest China, and the Hmong in America are mostly from the Laos region, but culturally and linguistically they're very closely related to what China terms the Miao groups. So you may see some instruments and dancing and some clothes that look similar to what you may already have seen in the US.